Em chủ vườn hoa Tam Đảo xin được kính chào tất cả các bác nhé. Vậy là một mùa hoa nữa lại sắp khép lại rồi. Và ngày hôm nay thì những cái bông hoa cuối cùng của vườn cũng đã đang trực để bung nụ rồi, khoe sắc rồi. Thì ngày hôm nay em lên cái video này chia sẻ tới các bác một vài cây trà bạch cổ giá rẻ để cả nhà mình có thể sưu tầm, bởi vì là hoa thì cũng hết rồi. Hoa nở thì hoa lại tàn đúng không ạ? Mùa hoa nào cũng phải tàn và chúng ta lại bắt đầu chờ những cái mùa hoa tới. Thì ngày hôm nay thì em chia sẻ tới cả nhà mình một vài cây hoa trà mi bạch cổ để cả nhà mình cùng sưu tầm nhé. Đầu tiên thì em xin lên cho cả nhà mình một cái video mà có lẽ là có thể nói rằng là cái cây này phun lộc. Tại sao lại nói là phun lộc? Bởi vì đây các bác có thể thấy này, nhìn những cái mầm trà, lọc trà của nó rất là nhiều luôn. Thì cây này thì em không đo vanh nhá, vanh gốc nhá, bởi vì bán nó ngang với hàng cây giống rồi, bán giá nó rẻ nên là em sẽ không đo. Thì đầu lai, một cái đơn đầu tiên là một cây bạch cổ vô nhụy, vẫn đang có nụ chờ chuẩn bị bung nha các bác nhá. Đen thâm như này nhưng nó vẫn bung được bình thường. Cái cây này về các bác vẫn chơi được khoảng tầm chục ngày nữa. Thì em chia sẻ tới mọi người giá cây này là 750.000, 750 nhá. Bác nào mà chốt cây đầu tiên này. Cây số 2 chia sẻ cho cả nhà mình là 550. 550 nhá cả nhà mình nhá. Em chia sẻ để cả nhà mình cùng sưu tầm, bởi vì là những cái cây này cũng tàn mùa hoa rồi. Tuy nhiên là đây cây số 2 thì vẫn còn nụ này. Các bác nhìn những cái lộc chờ này nó khỏe chưa ạ? Đó, các bác mua cây là phải mua chọn những cái lộc chờ nó khỏe như thế này thì mua nhá. Còn những cái lộc chờ mà nó bé, nó yếu, nó bé như thế này này thì các bác đừng mua. Cây đấy thì em không chia sẻ cho cả nhà mình. Tiếp theo này, cây số 3. Cây số 3 là 868. 868.000, các bác nhìn này, cái thế của cây nó rất là đẹp luôn, được chưa ạ? Cái thế của cây rất là đẹp luôn. Và cây này thì vẫn đang hoa, cũng chỉ còn 2-3 nụ nữa thôi. Lộc trò này, các bác nhìn này. Những cái cây mà nhà vườn em chia sẻ tới mọi người đa phần là những cái cây nó rất là khỏe. Và đây nhá, cái đầu nụ nó bị khô như thế này, lý do là em tưới ít, tưới ít nên là nó không đủ nước. Đó, 868.000 cây số 3 nhá. Đây, nó vẫn nở ra bình thường. Cây số 4. Cây số 4 này. Cây số 4 thì em chia sẻ tới cả nhà mình. Cây số 4 nhá. Cây này thì em chia sẻ tới cả nhà mình giá là cũng là 868.000 nhá. 868. Cây này thì chỉ còn lọc chờ thôi nhá. Lọc chờ thôi. Nụ thì cũng còn được 2 cái nụ. Cũng còn được 2 hoặc 3 cái nụ. Em không nhìn chính xác, em chỉ nhìn lướt qua thoáng qua thôi. Đó, chính xác là còn 2 hoặc 3 cái nhá. Đó, cây số 4. Cây số 4 nhá, cũng là 868.000. Cây số 5. Cây số 5 cũng là cây cuối cùng trong cái video này thì cũng còn khoảng 2-3 nụ thôi đây này cả nhà mình này. Cũng còn khoảng 2-3 nụ thôi nhưng đây cả nhà mình nhá. Cả nhà mình thấy không? Cái lọc chờ của nó lên rất là khỏe. Và em quay là quay bằng cam thường, cam thường iPhone nên là nó rất là nét. Đấy, còn cái này thì còn được nhiều nụ hơn. Cả nhà mình chơi nó sẽ được lâu hơn. Cây này rất là đẹp. Bác nào mà lấy thì lấy luôn cây này. Nó chia thành hai bậc tán rất là rõ ràng. Nó chia thành hai bậc tán rất rõ ràng luôn. Cây này thì em đã cắt một vài cái để em làm hom nhá. Đó, và các bác chờ những cái lọc này nó lên, nó lại lên khỏe bình thường, nó không ảnh hưởng gì nhá các bác nhá. Trà mi này càng cắt nó càng nảy, được chưa ạ? Càng cắt nó càng này. Cây số 3 em chia sẻ cho các bác là 786.000, 786 đi, 786 nhá. Đấy, bác nào mà sưu tầm thì có thể liên hệ cho em số phone là 0346 837 277. À đây này, còn một cái cây cuối cùng này. Em tự nhiên em nhìn thấy cái cây này nó đẹp thì em lại muốn chia sẻ thôi, vì nó quá lực luôn. Những cái cây để lại đa phần là những cái cây lực. Đây các bác nhìn nhá. Đó, cây này em chia sẻ tới cả nhà mình. Cây này thì thoát thân của nó được khoảng tầm 15. Đấy, dáng đóng hai trụ một điểm đi lên rất là đẹp luôn. Tán này thì em cắt dăm để mà làm hom nhá. Nhưng mà các bác về thì những cái này nó nảy lên nó lại bình thường à. Trà này càng cắt nó càng nảy mà các bác. Đây, các bác thấy không? Đó, thì em chia sẻ tới cả nhà mình cây này là... Cây này thì em chia sẻ cho cả nhà mình giá là giàu con út khó con út nha các bác nhá. 750.000, bác nào mà chốt được thì chốt này. 750.000, cây này quá đẹp, quá rẻ luôn. Bác nào mà chốt thì chốt luôn. Em cảm ơn cả nhà mình đã luôn sưu tầm và ủng hộ nhà em nhé. Chúc cả nhà mình sẽ sưu tầm được nhiều cây đẹp. Em xin cảm ơn mọi người.